Xin chào cả nhà, mình là Dũng Máu Đen, admin của kênh Cái Bang Bắc Nghệ. Thì hôm qua là một lần tình cờ mình phát hiện có hai kênh ăn cắp video bản quyền của mình. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này, mình chia sẻ lại cho cả nhà biết cái cách để chúng ta phát hiện ra có kênh nào lấy trộm video của mình hay không. Đó, và lấy trộm vào ngày nào, tháng nào, năm nào, lấy trộm video nào và cái kênh lấy trộm đó là kênh nào. Đó thì suy cho cùng thì YouTube chỉ là một trò chơi thôi đó. Bây giờ chúng ta phải chơi làm sao, chơi play, chơi cho đẹp đó. Tại vì cách các bạn làm một việc là cách các bạn làm mọi việc đó. Trên cái thế giới ảo mà các bạn còn chơi không có lịch sự như vậy á, thì ở ngoài đời thực á thì người ta sẽ đánh giá con người bạn như thế nào đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách để chúng ta phát hiện cái kênh ăn cắp video của mình và chúng ta sẽ xử lý như thế nào. Rồi đợi mình nhé. Rồi ok, mình vừa sửa lại camera. Đây, bây giờ mình sẽ dùng trình duyệt web lên YouTube. Đó, lên YouTube mình sẽ vô cái kênh của mình. À, kênh mình đây. À, kênh mình là Cái Bang Bắc Nghệ nha cả nhà. Cái Bang Bắc Nghệ. À, nhớ đăng ký kênh mình nha cả nhà, bật thông báo theo dõi những video mới nhất của mình nha cả nhà. À, quảng cáo xíu thôi. Giờ chúng ta sẽ vào cái phần kênh của mình nè. À, chúng ta sẽ vô YouTube Studio thử nghiệm nè. Đó ok chưa? Đấy thì chúng ta sẽ vào cái phần là bản quyền nè. Đây bản quyền đây nha, chữ C nè. Đó đó, nó sẽ ra video mà người khác lấy của mình đó. Bây giờ mình thử nha, thử xem lấy video gì nha. Đó, phát thử rồi. Đó, à, anh ta lấy y chang luôn, anh ta không có sửa gì luôn. Anh ta lấy y chang luôn. Anh ta sử dụng phần mềm Video Show nha cả nhà. À, Video Show không sửa gì luôn. Ok, một kênh. Số lần ký 7. Lấy vào ngày 23 tháng 12 năm 2017. 23 tháng 12 2017. Giờ mình sẽ xem cái video gốc của mình nè. Mình sẽ xem ở đây. Cái Bang Bắc Nghệ xin chào tất cả các nam thanh nữ tú không bằng Nguyễn Thuộc đang xem video. Đó, y chang chưa? À, kênh của mình nhớ nha, Cái Bang Bắc Nghệ. Mình đăng vào ngày 18 tháng 8 2017. Nãy thanh niên kia lấy lúc 23 tháng 12. 4 tháng sau. À, khoảng 4 tháng sau. Này 2019 là khoảng gần 2 năm mà mình có biết đâu. Đó. Bây giờ mình vô kênh của anh ta nha. Dũng Đinh. Anh này tên kênh là Dũng Đinh, 7 người đăng ký. À, cái clip nãy là mình đăng để mình bán hàng, còn anh thanh niên này không có bán. Không có bán anh ta. À cũng có bán là như à, anh ta là bên thợ điện. Anh thợ điện. Thử xem clip này. À, anh Dũng Đinh xem được cái clip này của Cái Bang Bắc Nghệ thì gửi cái thư hay gửi gì để giải thích cái hiện tượng của anh nha, anh Dũng Đinh. Đó, anh lấy clip của em mà anh không có thông báo cho em hết. Đây clip nè. Mà đặt cái tên không phải là đầu thu mà đặt là Đinh Xuân. Chả hiểu anh này làm gì. Ok, một clip trùng khớp 100% luôn. Tỷ lệ trùng khớp nè, 100% luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tới cái video bị đánh cắp thứ hai. Video không có sẵn, nghĩa là anh thanh niên này đã xóa trên cái kênh của anh ta rồi. Kênh PUBG video gì nè. Lấy vào ngày 21 tháng 5 2019. Nay là tháng 10 2019, khoảng 5 tháng. Số lượt xem là không, không ai coi hết trơn. Giận xóa luôn. Xem anh thanh niên này nè. Thanh niên nào đây? À đây nè, sao còn nè. Đây là cái video mà mình test USB Bluetooth trước khi bán hàng cho khách. Xem video gốc nha. Đây. Các bạn xem video. Hôm nay mình sẽ lên tay video gốc của Cái Bang Bắc Nghệ nha cả nhà.
Đây kênh của mình, cái ban bác nghệ. Cái ban bác nghệ. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành là mình xử lý hai cái video này. Thì các bạn muốn xử lý thì bạn vào đây. Đây có cho hành động nè. Ba cái mục đây nè, 1 2 3. Đây là chúng ta sẽ chuyển đến mục lưu trữ. Chà. Em zoom lên cho các bạn xem. Zoom rõ lên cho các bạn xem nha. Đây là chuyển đến mục lưu trữ. Bên đây là yêu cầu xóa video, là yêu cầu YouTube xóa video đó. Cái lá thư này là liên hệ với kênh đó. Thì mấy cái kênh này là người ta đã cố tình người ta lấy rồi, bây giờ mình liên hệ làm cái gì, đúng không? Giờ mình chỉ gửi thư thẳng lên YouTube luôn chứ mình liên hệ làm cái gì. Bây giờ mới nét được rồi, được rồi. Bây giờ mình sẽ yêu cầu YouTube xóa hai kênh này. Đây là xin lỗi, xóa hai cái clip bị ăn trộm này. Một clip, hai clip. Đây bên đây. Đã. Đây là hai video trùng khớp được chọn. Ok chưa? Đó. Thì bây giờ mình sẽ bấm vô đây. Cái chỗ yêu cầu xóa video là YouTube người ta sẽ xử lý. Rồi ok, sau khi bấm vào yêu cầu xóa thì nó sẽ hiện ra cái form như thế này cho bạn điền vô. Đó, ở đây là bên bị ảnh hưởng là ai? Là chính tôi hay là công ty, tổ chức hoặc khách hàng của tôi? Đây là chính tôi. Thì mối quan hệ với nội dung bản quyền thì mình sẽ điền vô là chủ sở hữu hay gì đó. Thì tên chủ sở hữu bản quyền, kênh của mình Cái Ban Bát Nghệ, quốc gia Việt Nam, số điện thoại của bạn, số điện thoại mà đăng ký kênh đó. Địa chỉ đường phố. Địa chỉ của bạn ở đâu thì bạn điền vô. Rồi email chính thành phố Hồ Chí Minh thì đó, nói chung mấy này bạn tự điền được hết. Đây là hai cái video mình yêu cầu xóa. Và ở đây là các thỏa thuận và tùy chọn xóa, đây là đã lên lịch giữa thông báo và yêu cầu gỡ bỏ sau 7 ngày. Còn đây là yêu cầu xóa ngay. Mình yêu cầu xóa ngay luôn. Thì đây là thỏa thuận pháp lý. Đây là mình điền ba dấu tích vô hết đi. Đó, tại vì mình chủ sở hữu mà không, mình không có gì mà mình phải sợ hết, mình đi vô hết. Chữ ký này là cái họ tên của bạn á, chứ không phải là kênh YouTube nha. Ví dụ mình là Dũng Áo Đen thì mình điền vô là Dũng Áo Đen đó. Các bạn là Nguyễn Văn An thì các bạn vô điền vô là Nguyễn Văn An. Rồi ok, sau khi các bạn đã điền hết thông tin thì các bạn sẽ bấm vào cái nút gửi đây, các bạn gửi đó. Thì sau khi bấm gửi xong á thì như bạn thấy đây, nãy là có hai cái video ở đây và mất hết rồi. Video trùng khớp này bây giờ nó sẽ chuyển qua là cái phần yêu cầu xóa video. Đó, nó sẽ nằm trong đây. Đó, thấy chưa? Đây nè, trên tay giúp Bluetooth nè với cái đầu thu truyền hình mặt đất nãy nè, đó. Loại yêu cầu xóa video theo tiêu chuẩn, đó. Ngày gửi là hôm nay ngày 12 tháng 10 đây. Trạng thái là đã giải quyết giải xóa, thấy chưa? Cái gì của mình là của mình nè, đó, bấm một cái là xóa liền. Đợt trước thì cách đây cũng lâu, tháng 4 2019 là mình cũng có bị ăn cắp một cái video bản quyền về máy in. Anh bấm cho bạn xem. Đây là cái kênh mình, xin lỗi, cái clip mình làm review qua máy in HP1115 đó. Vậy là xong thôi, rất đơn giản. Nếu mà bạn gửi thư cho cái kênh mà ăn cắp video của bạn á, nó sẽ nằm trong mục thư đó. Nãy mình chỉ bạn chỗ này nè. Thì còn nếu bạn mà không làm gì hết, bạn bấm chữ mục lưu trữ á thì sẽ vô đây. Đó, nó vô mục lưu trữ. Rồi vậy là xong. Thì hy vọng video này của mình á thì sẽ giúp các bạn tránh được cái tình trạng mà ăn cắp video bản quyền đó, nó phạm pháp vô cái quyền mà sở hữu trí tuệ. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu mà các bạn thấy video của mình hay hữu ích á thì các bạn hãy đăng ký kênh của mình và chia sẻ cái video này cho nhiều bạn cùng biết. Rồi cảm ơn các bạn.